cho các bạn xem đây, con lửa đang thay lông đấy, nó mới thay được tầm khoảng 40-50% thôi. Lông đuôi đang ra nên con lông mặt lông mình cũng dụng rất nhiều. Nuôi chơi hot thấy nó phát triển lên từng ngày này, thích rồi các bạn có thể xem thêm nhiều chia sẻ kinh nghiệm nuôi chim trên website camchimdatviet.com.